Ghi nhận của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 10 đoạn con lương giải phân cách trên đường Võ Chí Công, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cầu Phú Hữu, cả hai hướng đã bị mất, có những đoạn dài khoảng 7 đến 8 mét. Do đó, nhiều người điều khiển phương tiện hai bánh đi luôn vào làn ô tô. Bên cạnh đó, hàng loạt container, xe tải vô tư rẽ tạt vào các bãi đất trống ven đường gây mất an toàn giao thông. Khu vực này là tuyến đường có lượng lớn container, xe tải di chuyển tấp nập. Đây cũng là tuyến đường chính dẫn vào cảng Cát Lái, Phú Hữu. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các giải phân cách cứng chỉ được mở ở một số khu vực nhất định để phục vụ việc quay đầu xe ra vào hoặc tại một số khu dân cư nhất định. Đây đều phải là những điểm thiết yếu. Tại những điểm đã mở giải phân cách, đơn vị quản lý cần bố trí hệ thống biển báo để báo hiệu cho người dân nắm và thực hiện theo đúng quy định. Trung tâm ghi nhận qua rà soát và phát hiện 19 vị trí tự mở ý giải phân cách cứng. Các trường hợp này sẽ gây ảnh hưởng tới giao thông và đi lại của người dân.